có là chi bộ rồi ban nhân thôn mà trận đầu đây cũng vận động dân cho đất làm. Ở đây thì có hầu như là toàn bộ hương xã ở đây. Các bác có ai có ý kiến gì không ạ? Bác. Dạ, thưa các anh và các chị và các đồng chí, thì cũng nhân dịp mà các anh chị về thì buổi chiều buổi sáng hôm nay gặp mặt của anh Hồng Nguyễn Tân Khối. Thì tôi là Tràng Kim Sơn. Nguyên trước nay thì năm 1966 là nguyên là một du kích B. Đến năm 68 tháng 4 8 thì tôi được nhập phủ vào cái đơn vị V20 cùng với anh Nguyễn Thanh Khối. Trong đó thì anh Khối vừa đi bác. Thì tôi làm về nhập nó. Thì nói chung là hôm nay thì nói chung là sự tâm sự và những lời kể của anh Khối thì chúng tôi thấy là rất hoàn toàn là nhất trí. Và thực tế thì đêm giờ mà có anh đã chạy tặng cho anh Khối, anh Hùng, siêu anh Hùng á, là tôi hoàn toàn là nhất trí. Bởi vì phải là nhiều anh Hùng. Mà đối với anh Hùng Nguyễn Thanh Khối là nó có một đặc trưng khác với các anh Hùng khác. Và những lời kể của anh Khối và tâm sự trong cuộc đời anh Khối là hoàn toàn là rất là chính xác. Đến về thì bản thân tôi là cũng nguyên là một đồng chí đi sau. Mà cũng may mắn là cũng một đồng chí đặc công nữa. Vì đến năm 1968 đến năm 1968-1969 đến 30 thì tôi sẽ chuyển về làm trợ lý trinh sát quân bố của quyền đội Nam Tâm Kỳ. Một may mắn thì cũng còn lạ của anh em. Mà phải nói trong lịch sử đời của anh Khối á, là trước khi nhập ngũ là người dân cũng rất là tốt. Một hai là cũng là anh á, lớn hơn tôi cũng gần chục rồi đó, nhưng mà thấy cũng rất là chia sẻ. Và trong quá trình hoạt động cách mạng của anh Khối cũng đến bây giờ phải nói chúng tôi rất là tăng trọng. Và khi anh Khối trở về đời thường thì phát huy được cái bản chất, cái truyền thống đó chưa là Phạm Văn Hồng. Nhưng mà phải anh có thể hiện một cái đồng chí trong quân đội mà khi về hưu trước tôi về hưu năm, và năm anh tôi về hưu thì từ đó là khoảng năm tháng 12 năm 89, thì năm nay gần 28 năm rồi. Thì cho anh thấy là cái việc đó thì cũng muốn ở đây cũng chia sẻ, thì cuộc đời anh Khối đến bây giờ anh Hùng rồi. Nhưng mà cậu nghèo lắm, quá nghèo. Nhiều lần chúng tôi cũng chia sẻ đề nghị huyện, tỉnh cũng nên có một phần quà hay một hỗ trợ cho đồng chí Khối, có một cái ngôi nhà nó sạch sẽ một chút cũng rất tội. Tôi nhớ một cơn bão năm nào đó, năm 69. À, 69. 39. 39 là 3 hết. Mà trong lúc khi là hồi đó tôi không có điện thoại đấy kìa. Nghe đến anh Khối 3 nhỏ hết là bọn tôi, anh em tôi mới trả qua. Mà thấy cái nhỏ dưới nó 3 hết rồi, cái nhỏ có đoạn nó 3 hết. Còn nhỏ nó còn tăng qua đó, thấy cũng rất là đau lòng. Cho nên thôi cũng là người đồng chí, đồng đội của anh về đây thì cũng lòng so nó cũng... Tất nhiên anh Khối anh không có ý kiến gì. Nhưng mà đối với tình đoàn nghĩa xóm, từng đồng chí đồng cũng muốn đoàn nhà nước cũng nên quan tâm. Chứ vừa rồi thực tế ra là anh cũng có cái ý kiến này. Nhưng mà thực tế là anh em tôi cũng muốn là đề nghị làm sao đoàn nhà nước quan tâm để có ngôi nhà. Anh về đây thì chưa có một cái gì hết. Thực tế là cho nhà hàng Nam, mùng Nam ngày Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ cho những cái món quà cũng nhỏ nhỏ để chia sẻ bánh thôi. Thì nhắc nhớ. Nhắc nhở. Thôi cũng có chia sẻ với các anh trong đoàn cũng như cũng có ý kiến. Vâng, rất là cảm ơn các anh. Cũng là nhân câu chuyện xưa thì nói chuyện nay. Có một cái điều như thế này, ở đây thì là tất cả các anh ở đây đều người địa phương hết. Tức là sinh ra lớn lên và chiến đấu đều ở đây và bây giờ vẫn đang sinh sống tại đây. Thì em từ ngoài Bắc vào, em cũng muốn cũng chăn trở một chút. Trước đây thì chúng ta vẫn nói là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào và không có lăn tăn hay thắc mắc gì cả. Nhưng thời gian gần đây thì ngay kể cả những cái mà những người được coi là cũng có tri thức, có kiến thức và cũng có cái trách nhiệm nữa, thì họ cho rằng là cái việc gọi Ngụy là không phù hợp và họ muốn thay đổi đi để cho nó dễ nghe hơn, không gọi là Ngụy nữa mà gọi là chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn. Thì quan điểm và ý kiến của các anh như thế nào về vấn đề này? Anh Hồng phát biểu trước đi. Tôi thấy nói chung mà mấy một cái giai đoạn là cái vòng quanh của lịch sử đất nước thì nó có nhiều cái thay đổi trên thế giới chứ không phải là một cái địa phương của mình. Cho nên cái này thì mình cũng phải là trong giai đoạn chiến tranh thì mình đánh nhau như thế, mình bán nó như thế, nhưng bây giờ hòa bình rồi thấy nó cũng như mình.
À, nhưng mà cái lương tâm của con người ấy, nó có mỗi người nó có khác nhau, cái đất nước của mỗi người nó có khác nhau. Cũng ngay như mình với Trung Quốc thế thôi, nhưng mà mình cũng nó thù trăm giặc ngò gì đâu, cái đời ông đời bò mình, nhưng bây giờ thấy nó cũng như mình. Nhưng mà có những cái là mình phải cảnh giác người ta thôi, chứ còn cái chuyện đó là cái chuyện đất nước của mình nó bây giờ nó như thế, nó được thì cũng được cho cả nước, được cho nhân dân, chứ không phải được cho đoạn không. Nhưng mà cái việc đó là tôi thấy nó phù hợp thôi, nếu mà cái lời gọi thế nào để cho nó nhẹ nhõm bớt, nó không còn nhắc là trong cái cuộc chiến nữa. Nhưng mà cái lịch sử của đất nước mình thì tất nhiên là nó thuộc về Việt Nam thôi. À, những cái trận đánh hay những cái chiến dịch đây là nó thuộc của Việt Nam thôi. Quân đội Sài Gòn nhẹ nhàng ha, chứ không nói ngụy nha. Không, anh nói thế, tôi nói. Bác ngồi và bác nói đàng hoàng. Mình nói là bây giờ là hơi quay mặt về phía. Bây giờ nó có một số người họ muốn gọi cái chính quyền Sài Gòn, rồi họ gọi là quân đội Sài Gòn, mà dân miền Nam mình á. Không phải miền Bắc gọi đâu, dân miền Nam mình gọi 20 năm rồi, đang chiến tranh là bộ ngụy Sài Gòn, lính ngụy, bộ ngụy Sài Gòn, tức là chính quyền ngụy và ngụy quân. Cái vấn đề đó nó trở thành lịch sử rồi, thì lịch sử nó là lịch sử. Bây giờ mình sẵn sàng hòa hợp dân tộc, sẵn sàng vị tha, sẵn sàng tha thứ, nhưng mà đó lịch sử là phải giữ cái lịch sử. Đúng. Dân này, dân tộc này gọi nó là ngụy thì bây giờ trong lịch sử phải ghi là ngụy chứ, tại sao là nó là chính quyền đó. Cái thứ anh mới thấy gần đây nó dỗ ngôi đình diệm luôn, anh thấy nó dỗ ngôi đình diệm không, nó đấm dỗ ngôi đình diệm cách đây mấy ngày, công giáo nó dỗ ngôi đình diệm, mà ngôi đình diệm là một tên tay sai, một tên độc tài, một tên tội ác như thế mà nó dỗ ngôi đình diệm, chưa mình chưa xóa nó đã dỗ ngôi đình diệm rồi. Cho nên mình rất là quá khứ, nhưng mà lịch sử của mình vẫn giữ. Thì cho nên là tôi nghĩ là nếu mà anh bảo từ ngụy là không được, ngụy là giả, chính quyền của nó là chính quyền tay sai, chính quyền của nó là do đế quốc Mỹ dựng nên, chứ nó có phải chính quyền đâu. Cho nên là bây giờ là quan điểm của chúng ta là cũng nên rõ ràng, còn mình sẵn sàng vị tha, sẵn sàng hòa hợp, mình muốn làm cho dân tộc này đi lên cùng nhau để xây dựng, chứ mình không có hận thù, mình hận thù mình giữ hận thù, nhưng mà lịch sử vẫn là lịch sử. Thì các anh thấy thế nào? Bởi vì trong cái ý kiến của trong anh em chia sẻ là bởi vì chúng ta xác định nghị quyết công an 4 của đoạn cũng xác định kẻ thù số 1, kẻ thù số 2, mà cũng trang văn bản đến bây giờ là vẫn là chính quyền ngụy mà. Chính quyền ngụy, nhưng trong thời kỳ đổi mới ấy, thì tất nhiên là chúng ta cũng nói cho nó cũng nhẹ nhàng xí, cũng là qua kỳ thì nhân dân Trung Quốc rồi nó lại, nhưng mà bản chất của nó là không bị thay đổi, bởi vì chúng ta xác định bản chất không bị thay đổi cả. Mà bởi vì chúng ta đã xác định kẻ thù trực tiếp nguy hiểm lâu dài nhất, mà bây giờ cái chính quyền quỷ nè là trực tiếp á, cho nên thấy rằng thôi cũng chia sẻ là vì bản chất là chúng ta không nên thay đổi, phải xác định thế. Còn mình xưng hô sao là do đoạn nhà nước mình đối ngọ thì nó, nhưng mà với nhân dân thì bởi vì thực tế cũng nói hơi dài thế này. Bởi vì nói với các anh và các đồng chí ấy, chúng ta xác định là ngụy quân ngụy quyền, nó thực tế dùng cái từ rất là chính xác, rất chính xác, và nó thực tế chứ nó nhiều việc mà chúng quân ngụy quyền là hắn toàn sót nhân dân nhiều nhất, cũng mấy thằng nghị quân nghị quyền nó bán chứ không thiệt chứ, cũng bán cái do đình cách mạng, rồi do đình người làm cách mạng, bởi những cơ sở những ngụy hết xong á, đứa con trong bụng mẹ cũng là thằng ngụy bán, mổ bụng của thằng ngụy bán chứ, ngụy hết cũng là thằng ngụy cả. Cho nên cũng chia sẻ là theo tôi trong thời kỳ đổi mới này thì mình cố gắng thôi, tức là hãy đoán nó sau thì mình nghe dạy, mình đừng nên tự ra. Nhưng mà có cái này nữa, tôi có bổ sung cái này. Đây là đất kỳ xanh, tức là kỳ bây giờ là Tâm Mỹ Tây. Hiện nay là cái ông Phan Tội á, Phan Tội đại diện mình giết
mình bán trái ở chùa Trà Thượng đây, chùa ngõ ba Trà Thượng đó, năm 61, tháng 11 năm 61. Bây giờ cái thằng công tháng 11 năm 61 thì thằng công nghe nói thằng con Út á, nó đi đâu Mỹ á, nó về nó xây cái lan. Và trang mấy ngày nay nè, các anh biết thông tin đó chưa? Chưa. Nó xây cái tượng này đó. À. Đó, mình chưa xóa Mỹ mà nó đã xây tượng, xây lan ngay trong sở của anh. Ngay trong sở tầm Mỹ Tây của anh đây rồi. Mà họ điện cho tôi cách đây 4 hôm. Và tôi điện vô trưởng ban tuyên giáo, quan trưởng ban tuyên giáo Núi Thành, ông quan tuyên quan, ông nói em đang chỉ đạo. Nhà cái sở này này, hắn ở Mỹ gì mà cái tên nó con người ghê gớm. Phong tỏa là có thằng On với thằng gì nữa này. Tỏa là khó. Phong tỏa. Phong tỏa nó phong tỏa đâu. Phong tỏa chứ không phong tăng là khóc, phong tăng là dưới kia. Phong tỏa là đại diện cái sông. Thằng On là con ổng nữa. Thằng mà hồi nó lên nó đầu đồng nó bón để dùng nó đi Mỹ đó mà. Đó. Thì đây hiện nay cách đây mấy ngày nó đang xây, cho nên các anh mà đừng có mơ hồ nữa là không ngụy. Thằng Công xin thưa là sở Kỳ Xanh này sau giải phóng là một sở đầu tiên được nhà nước tặng danh hiệu là nhân dân và lực lượng đoàn nhân dân Kỳ Xanh. Anh Hùng là đầu tiên cái năm 36 á, 36 là tặng, không phải sụp đổ luôn đâu. Cái truyền thống mình vẫn giữ truyền thống, cái hòa hợp dân tộc thôi, chứ còn cái nó đá đổ là nó đứng vậy, ngó là đứng vậy, mà không biết đứng ngã nào vừa nào không biết. Thành quan điểm anh em còn sắm là một là một ha ha, không bao giờ tho cái chuyện to chuyện nữa. Là ấy chia sẻ dạ, đó là trong này thì ta nói là cũng, dạ. Cũng để biết cái tâm tư tình cảm của anh em. Vâng, bởi vì là xã hội thì nó vẫn liên tục vận động phát triển không ngừng, thì trong đó thì nó cái gì mà nó Việt Nam nông hết á. Bà mẹ ruột là mẹ bên ông Hồng, bà mẹ ruột hiện giờ còn sống. Dính mười năm. Mà anh Trần Xuân Son là mẹ anh Hồng vẫn còn sống. Còn anh Trần Thanh Nhung thì mẹ anh Hồng mất. Anh này là bị Mỹ cho chó cán rồi bé. Tròn sót. Cho nên là anh em tôi sớm thì là coi như. Bất kỳ tranh này. Em mời anh. Em mời bác. Em nhìn xem có hình không? Anh người xin chào. Dạ, bác bắt đầu đi ạ. Không có cái này. Sao có một số ý kiến gì trong một tiền? Nó là ngụy hay không ngụy? Thôi thì cái yên cho bác. Kính thưa các đồng chí của đoàn về làm phim, kính thưa các đồng chí ở địa phương và anh Hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Khối. Qua cái cuộc thẩm vấn hôm nay thì tôi thấy là cũng trước hết là thấy việc làm thì nói chung là cũng rất là đầy ý nghĩa. Mục đích thì cũng để nói lên những được cái danh dự của anh Mũi này, đồng của anh Hùng lực lượng vũ trang, để có cách là tuyên truyền và dạy bảo cái lớp trẻ học sinh, cũng như là để cho nhân dân, cán bộ và nhân dân chúng ta thể thấy rõ. Qua cái việc mà thẩm vấn và sau khi có trao đổi giữa cái thay đổi cái tên gọi chỗ cái chế độ Sài Gòn, chính quyền Sài Gòn cũ với chế độ ngụy, thì theo tôi thì cũng thống nhất với cái quan điểm là tên đã có trong lịch sử thì vẫn để giữ nguyên. Mặc dù cái đối ngọ đối nội là chân hô để cho nó xoa dịu cái cuộc chiến tranh mà những người mất đi và những người còn lại, còn việc cái là cái tên thì vẫn cứ để vì cái chế độ của nhà nước chúng ta cũng đã đặt tên tức là trong lịch sử là cái ngụy và chính ngụy quân và ngụy quyền, tức là nó cũng có đầy ý nghĩa. Mặc dù thằng Mỹ nó qua xâm lược Việt Nam, nó sẽ tổ chức thành lập một cái chính quyền, nhưng cái chính quyền này sẽ rất là nó làm cái ca trị áp bức nhân dân chúng ta
cỏ nước nói chung và cái cây xanh chúng ta nói riêng. Như vậy là cũng là nhiều đồng bào tham gia cơ sở hoạt động cách mạng để chống phá, để giải phóng được quê hương, giành lại cái độc lập tự do cho dân tộc. Trong nền bọn chúng là bác tra tấn, tức là bằng nhiều hình thức giáo mơ, tức là có tham gia là việc cho cộng sản thì cũng đánh, mà không cũng đánh, tức là có thì đánh cho chừa, mà không có thì đánh cho khe. Cho nên một cái ấp bức mà nó đã dùng mọi cái thủ đoạn như vậy. Mà cũng một cái thông tin mà các đồng chí là vừa trao đổi đó, tôi nói rằng chứ còn chúng tôi ở địa phương này thì cũng chưa nghe nói. Hiện nay như cái tổ chức mà họ vỗ cái Ngô Đình Diệm này mà cái tôn giáo là họ tổ chức họ vô. Cái thứ hai nữa tức là một tên tức là đại diện Sở Kỳ Sanh, tức là phân tòa, bị cách bọn chúng ta sẽ tổ chức phục kích tiêu diệt vào ngày mùng 6 tháng 11 năm 1961 tại ngã ba Trại Thượng. Nhưng mà đến đã ghi vào lịch sử, tức là tôi vẫn nhớ được cái ngày đó, là trong quyển Lửa Núi Thành có viết, và kể kể ngày đó, tức là lấy tên của một cái đồng chí tham gia trong trận diệt đó là đồng chí Nguyễn Tóm, là Nguyễn Túc, người Tâm Hiệp, Tâm Túc, tức là lấy cái ngày đó là ngày vào đoạn của đồng chí Túc. À, cho nên một cái lịch sử đã đưa vào. Cho nên là đến bây giờ mới nghe nói rằng hiện giờ là con trai của phân tòa này là có hai người. Có hai người, nhưng mà trong lúc bây giờ là mới nghe tin là đồng chí là kêu là nó về nó làm cái lan cái chỗ là gọi là cái di tích lịch sử là cho nó bị cách mạng giết. Chứ còn cái lan ấy thì chung với dưới Gò Ga chứ không phải chung ra lan. Cho nên đó là cũng một cái vấn đề là qua cái quá trình dân chủ của đảng và nhà nước chúng ta, cho nên là dân chủ quá trớn, cho nên là nó mới tạo cái điều kiện nó mới làm như thế. Chứ còn nếu như mà chúng ta làm can thẳng là không thể cho phép, không thể cho phép. Vì tôi nói rất đơn giản là cách đây 2 năm, năm 2015 là một cái cô Phật giáo là ở Tông Mỹ á, mà sau khi đi qua bên Mỹ cách đây là 15 năm, mà sau về là có tham cái chuyến ở bệnh viện bệnh nhân ở bệnh viện Hàn Quốc, bệnh viện Trung ương Quảng Nam, có cho khoảng 1,5 tỷ tiền Việt Nam, là mỗi bệnh nhân ít nhất là 500 ngàn, nhiều nhất là 3 triệu. Tôi có ở dưới đó là thấy chứng kiến, vì sau khi đó là họ mới thấy như vậy là vận động, như là cô này còn thừa tiền lại là 500 triệu. Mình làm việc với cái ban giám đốc đó mới cho thỉnh một cái bà quan âm về đồng tô đùng. Về làm giận nó thì trong lúc khám bệnh thì mấy người có đấu tranh có nó thì tôi là người đi khám bệnh và nhận thuốc. Tôi kêu một cái tổ chức cái thế này thì làm gì có. Đây chẳng qua là làm sao ban giám đốc này cũng có thi là tha đổi và nghị bị kỷ luật đấy. Đây là cái bệnh viện của nhà nước mà tự nhiên đùng cái có bà quan âm đứng Nga ở chỗ cái cổng bệnh viện làm sao có chuyện này. Cho nên là thấy cái này là bất ngờ đây. Nhưng tôi suy nghĩ là không còn vẹn. Thì sau đó thời gian một tháng thì một tối hôm đó là kể cả bảo vệ là của bệnh viện và kể cả người nhờ người bệnh, tức là trong đó là những người không cho vào hết khu vực đó. Tức là múc, xe đó múc là bị bọt lạ là hoặc đây là chỉ ở trên lầu ngó xuống thấy hình ảnh nó thấy thôi, chứ còn tất cả trên cái hiên lầu cũng là có công an mặc, cái là họ không cho quay phim, không cho chụp ảnh như nào. Cho nên sau đó là một tháng tiếp tục nhận thuốc nữa thì tôi cũng gặp một số người khám bệnh nhận thuốc định kỳ như tôi. Họ nói đòi ông đại đây, ông đại hôm trước ông nói anh như thiệt kìa, là ông bữa có bà quan âm nè, ông đem để đâu, tôi đâu biết đâu, nó tôi là nó bữa cho được. Nhưng mà tôi biết là khó năng. Bây giờ nếu như những cái lịch sử, những cái chùa, cái nhà thờ cũ có thể nhờ nước cho đệ tu trở lại, qua cái nói chuyện qua cái việc là cái dỗ hiện nay là cái tôn giáo mà tổ chức dỗ Ngô Đình Diệm, cái thứ hai là con của phân tọa mà bị cách mạng chúng ta diệt mà bây giờ làm lại cái di tích lịch sử đó,
cũng như là cái xuân quan, một cái nữa là như một cái bờ Quan Âm mà đem về chỗ cô Nhung ở Tông Nghĩa mà trao làm ở bệnh viện Trung ương đó thì cũng đã đưa hết đi rồi. Cho nên cái này đây là có một cái dân chủ quá lớn, cho nên là thôi cái việc đó nó còn việc mà đến bây giờ thì cái tên mà tha đổi gọi là chính quyền vấn đề là chính quyền ngụy quân và ngụy quyền, chứ không thể tha đổi là chính quyền Sài Gòn và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là tôi rất là xin cảm ơn các đồng chí. Rất là cảm ơn bác. Và như vậy là ở đây hình như là tất cả những người có mặt ở đây thì đều đã có ý kiến rồi. Và nếu như mà gọi là biểu quyết thì có lẽ nó là 100%. Tuy nhiên thì ý kiến của người anh hùng dung hòa hơn, nhưng mà cũng rất là kiên quyết và có lập trường quan điểm. Tự chung lại thì có phải là ý của các bác là như thế này, tức là lịch sử thì phải giữ nguyên, phải tôn trọng. Còn trong cái đối nội đối ngoại thì có thể thay đổi cái cách gọi để cho nó nhẹ nhàng và nó phù hợp với từng giai đoạn. Và lịch sử thì vẫn tôn trọng, đúng không ạ? Dạ. Như vậy thì đây nó là một cái quan điểm rất là đúng đắn và xuyên suốt. Và chúng ta sẽ không cho phép ai đó lợi dụng cái giai đoạn đối nội đối ngoại phù hợp từng giai đoạn để thay đổi lịch sử. Thì tôi nghĩ rằng với những người nông dân quanh tôi đây, những người du kích, những người du kích quân, những người giải phóng quân, những người đã từng thả máu của mình xuống không tiếc, tuổi xuân của mình bám lấy từng tấc đất không tiếc mà đã phát biểu như vậy, thì tôi cho rằng đó là những điều rất tâm huyết. Và nếu như các bác không ai có ý kiến gì nữa thì ta có thể dừng buổi tọa đàm tại đây. Uyên Uyên Việt Nam rất cảm ơn các bác đã đến tham gia cùng với và cùng nghe người siêu anh hùng của chúng ta kể chuyện. Ta gọi đây là một cái buổi kể chuyện chiến đấu. Và mặc dù là câu chuyện chiến đấu nhưng mà qua đây thì cá nhân tôi lĩnh hội được rất nhiều điều. Tôi hầu như đã có thể nhìn thấy một cái vùng quê thời bị tạm chiếm. Tôi cũng hầu như nhìn thấy một cái vùng quê khói lửa bị đàn áp như thế nào, những người dân từ những em bé sống như thế nào, và vì sao mà người ta lại đứng dậy, vì sao mà người ta lại đấu tranh, và vì sao đến bây giờ họ vẫn là những người kiên quyết nhất không cho thay đổi từ gọi ngụy quân ngụy quyền. Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn.